Vâng, em Khanh xin chào toàn thể quý vị và mọi người. Chào tất cả anh chị em thân mến. Thì hôm nay em về một chiếc Suzuki 7 chỗ đời 2003 nhá. Chiếc xe này thì về tổng thành sơn xi bên ngoài thì cũng khá là đẹp. Chủ xe mới dọn dẹp và làm sơn xong hết rồi, rất là đẹp luôn nhá. Máy nổ rất là êm. Mà con xe này thì em bán là giá rất hợp lý cho các bác này, 95 triệu thôi nhá, đời 2003. Và có 95 triệu thôi, 7 chỗ ngồi. Các bác nào mà có dịch vụ như thuốc tây, lại thuốc thú y mua này về chạy rất là tiện lợi này. Hoặc là bác nào làm chống thấm với lại thứ mua con này cũng rất là tuyệt vời luôn này. Con này nó không có niên hạn sử dụng nên là chạy hàng bao nhiêu năm sau cũng chả ra sao cả. Thì bên em đang chào bán với mức giá 95 triệu. Thì các bác thấy hợp lý thì mua về mà sử dụng với công việc của mình tốt thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 622 621, em Khanh. Có 7 chỗ nhưng mà 95 triệu. Đấy, mua về dùng thoải mái luôn, rất là đẹp. Ở đây em đi về tổng thành nội thất bên trong của chiếc xe này. Đấy, xe khá là đẹp chứ. Đấy, xe khá là đẹp. Các bác mua về sử dụng là rất là hợp lý này. Đấy, cái này mà bác nào mà làm về trung thấm mà chạy thì rất là tuyệt vời này. Đấy, 7 chỗ ngồi. Đấy, đồ để được rất là nhiều đồ, chạy yên tâm luôn. Đấy, đấy, loa đài đầy đủ. Chắc là loa đài tầm này thì không biết là sử dụng hay không, thì chắc cũng có thôi chứ còn. Đấy, cửa mở rất là nhẹ nhàng nhá. Cửa lùa mở rất là nhẹ nhàng. Cái này thiếu mỗi cái chưa chế cửa điện thôi, hai bên cửa lùa. Đấy, cửa rất là nhẹ nhàng này. Đấy, đóng phập 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 luôn. Và em nổ máy luôn cho các bác cùng xem luôn nhá. Xem là nó có êm không. Các bác có nghe thấy tiếng máy nổ không nhỉ? Chắc các bác không nghe thấy máy nổ đâu. Em phải bật ghế lên cho các bác xem được có máy nổ hay không nhá. Đây. Đây, máy đang nổ các bác nhá. Đấy, máy đang nổ này. Đấy, máy rất là êm luôn. Đấy, kích nốt ở đây này. Xe sơn xi khá là đẹp rồi. Đấy, tình trạng máy nổ rất là êm nhá, đi gầm về chắc chắn. Đấy, nốt thì rất là đẹp này, nốt rất là đẹp luôn này, nốt còn đẹp nhá. Đấy, nốt này, nốt sau nào người ta dùng nốt tải, còn nốt trước người ta phải dùng nốt kia để lái cho nhẹ. Đấy, đăng kiểm thì còn dài lắm, đăng kiểm còn tận đến tháng 9 năm 2021 rồi, mới đăng kiểm xong. Đấy, tội gì không mua. Và thì các bác cố gắng sử dụng cái dòng xe này sao nó phù hợp với gia đình mình thì liên hệ với em. Đấy, tất cả thứ vẫn còn hoạt động bình thường này, cửa rất là nhẹ nhàng nhé. Đấy, cửa rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, cửa luôn. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, về trang trí thêm tí tem tiếp vào rất là đẹp luôn. Đấy, thì bên em đang chào bán mức giá 95 triệu thôi nhá. Vâng ạ.